cảm ơn chú Chí Cần Thơ luôn đồng hành shop trong thời gian qua. Đây là bộ đầu lòng quay 110 Thái, hàng zin chính hãng Honda, mới 100%, full bộ quay 110 Thái luôn nha anh em. Hàng zin chính hãng mới 100%, full bộ đầu lòng quay 110 Thái, full cái đầu như hình 2.6 triệu. Hàng zin chính hãng mới 100%, full đầy đủ hết anh em, mua về gắn thôi. Cam cò, lò xo, chén móng đầy đủ, nói chung là full nguyên bộ, anh em mua về là gắn vô là chạy. Bao anh em thầy thợ soi. Hàng zin nha anh em. Zin mới 100%. Dành cho những anh em mà chịu đầu tư, chịu chi. Giá full một cái đầu mới quay 110 Thái này là 2.6 triệu. Lòng quay 110 Thái, hàng zin chính hãng, full lòng với tông bạc, 1.950.000. Zin mới 100% nha anh em. Anh em có nhu cầu có liên hệ mình để mua hàng. Full đầu lòng quay 110 Thái, hàng zin chính hãng mới 100%. Full đầu 2.6 triệu, full đầu 2.6 triệu, full lòng. Full lòng là 1.950.000. Anh em có nhu cầu có liên hệ mình để mua hàng. Anh em có nhu cầu muốn mua zin quay 110 Thái, hàng zin chính hãng, cửa hàng mình vẫn có, 1.950.000 một cây. Giá trọn bộ nếu mà anh em mua đầu lòng zin quay 110 Thái, hàng zin chính hãng mới 100% thì 6.500.000.